Mới đây tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo xúc tiến thương mại với các doanh nghiệp trẻ tỉnh Gyeongju-do, Hàn Quốc. Tại hội thảo, gần 20 doanh nghiệp Hàn Quốc đã giới thiệu các sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ, phòng cháy chữa cháy, phát triển game, linh kiện điều khiển điện, tự động hóa đến người tiêu dùng Việt Nam. Tại hội thảo, đại diện tỉnh Gyeongju-do đã giới thiệu về những chính sách, định hướng phát triển, những ưu đãi khuyến khích đầu tư, các dự án công nghiệp, công nghệ cao, ứng dụng công nghệ mới để sản xuất kinh doanh các sản phẩm chất lượng cao, thực hiện mục tiêu tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước trong thời gian tới. Thank you.